Về các tạo âm e dài, làm mở miệng ngang hết cỡ khi cười, khóe miệng cong sang hai bên, đầu lưỡi chạm vào răng cửa hàm dưới và phát ra âm y khi gấp hai lần âm y trong tiếng Việt. Y y y. Về các tạo âm y ngắn là tạo khẩu hình miệng giống với lại âm e trong tiếng Việt và phát ra âm y có lớp ngắn mạnh và dứt khoát. Y y y. Về các tạo âm e là tạo khẩu hình miệng giống với lại âm e trong tiếng Việt và phát ra âm e có lực ngắn mạnh và dứt khoát. E e e. Về các tạo âm ei là đầu tiên là tạo âm e, sau đó nâng hàm dưới lên thật nhanh, miệng mở ngang tạo âm y, quyện hai âm lại với nhau nhưng vẫn có sự phân tách rõ ràng giữa hai âm và tỷ lệ là hai âm e và một âm y. Ê ê ê ê. Tiếp theo là về các tạo âm a bướm là hạ hàm xuống, là mở miệng căng sang hai bên, đầu lưỡi chạm vào mặt trong của răng cửa hàm dưới và phát ra âm a trong tiếng Việt. Về các tạo âm a là hạ hàm xuống, là mở ở dọc khẩu hình theo chiều dọc và phát ra âm a trong tiếng Việt. Về cách tạo âm o là đầu là chu môi hết cỡ về phía trước, hạ hàm dưới xuống khoảng 3 cm và phát ra âm o to rõ ràng dứt khoát. Về tiếp theo là cách tạo âm o y, là đầu tiên cần tạo âm o, sau đó nâng hàm dưới lên thật nhanh, miệng mở ngang tạo âm y, quyện hai âm lại với nhau nhưng vẫn có sự phân tách rõ ràng giữa hai âm, tỷ lệ là hai âm o và một âm y. Oi oi oi. Cách tạo âm a y là tạo âm giống với lại âm a trong tiếng Việt nhưng miệng có xu hướng đẩy về phía trước, sau đó nâng hàm dưới lên thật nhanh, miệng mở ngang tạo âm y, quyện hai âm lại với nhau nhưng vẫn có sự phân tách rõ ràng giữa hai âm, tỷ lệ là hai âm a và một âm y. Ai ai ai. Tiếp theo là về tạo âm u dài, là chu môi hết cỡ về phía trước như đang thổi bong bóng, là vành môi tạo thành vòng tròn nhỏ vừa đầu một ngón tay, môi co úp vào trong và phát ra âm u có độ dài gấp hai lần âm u trong tiếng Việt. U u u u. Về các tạo âm u ngắn, làm tạo âm giống với lại âm ô, là tạo khẩu hình miệng giống với lại âm ô trong tiếng Việt và tạo vành môi mở ra ngoài không khép vào trong khi tạo âm và phát ra âm u có lớp ngắn mạnh và dứt khoát. U u u. Về các tạo âm AO là đầu tiên là cần tạo âm A bướm, là sau đó chu môi hết cỡ về phía trước tạo âm U, hai giữa hai âm là có phải hòa quyện vào nhau nhưng vẫn có sự phân tách rõ ràng giữa hai âm, tỷ lệ là hai âm A bướm và một âm U. Ao ao ao. Về các tạo âm o u hoặc ơ u, là đầu tiên cần tạo âm o hoặc âm ơ, sau đó nâng hàm dưới lên thật nhanh, miệng mở ngang tạo âm y, sau đó nâng hàm dưới lên thật nhanh rồi chu môi hết cỡ về phía trước tạo âm u, quyện hai âm lại với nhau nhưng vẫn có sự phân tách rõ ràng giữa hai âm, tỷ lệ là hai âm o hoặc hai âm ơ và một âm u. Ơ ơ ơ. Là về các tạo âm ơ hoặc âm ớ, là tạo âm giống với lại âm ơ trong tiếng Việt, miệng thả lỏng thoải mái theo chiều dọc. Sự khác nhau giữa hai âm này là về dấu nhấn, âm ớ sẽ có dấu nhấn cao hơn so với lại âm ơ. Ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ. Là về các tạo âm ơ
R là đầu đầu tiên là tạo khẩu hình giống với lại âm O trong tiếng Việt. Đầu lưỡi cong vào trong gần chạm vào vòng họng như đang tạo phụ âm R và phát ra âm ơ, cả ba quá trình diễn ra cùng một lúc.